Ok, thì đây là cách bật đọc tên người gọi trên điện thoại Samsung nhé. Đầu tiên thì anh em vào cài đặt này. Kế đến anh em vào cái phần là hỗ trợ. Tiếp đến là tương tác và thao tác ha. Trả lời và kết thúc cuộc gọi anh em nhấn vào. Rồi đọc lớn tên người gọi thì anh em bật lên nhé. Và chọn ở bên dưới này là luôn luôn. Ok, thì lưu ý với anh em là cái tính năng này hiện tại mới chỉ hỗ trợ đọc cái tên là tiếng Anh thôi nhé. Còn nếu mà anh em nào lưu danh bạ là tiếng Việt ấy, thì cũng có thể thử xem là nó đọc như thế nào nhé. Ok, chào anh em.